Thêm nữa, con gái cực kỳ thích tưởng tượng và có một cái khả năng tưởng tượng rất là tốt. Và có một điều có thể là chưa ai nói với bạn, đấy là khi mà con gái có cảm tình với bạn và bạn càng bí ẩn thì họ lại càng thích tưởng tượng với bạn nhiều. Và bạn biết sao không? Cái sự tưởng tượng của họ về bạn ấy là nó còn tốt hơn cả thực tế bạn có cơ. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một video để nói với các bạn cái bí kíp để làm thế nào để các bạn trở nên bí ẩn và khiến cho con gái phải theo đuổi bạn. Rồi thì cái thằng Minh, người bạn mà tán ai cũng không được của mình á, vì nó luôn phạm phải một cái sai lầm, và đó cũng là một cái sai lầm cực kỳ phổ biến của tất cả các bạn nam. Đó là khi mà nó bắt đầu kể cho cái cô gái mà nó thích ấy, mọi điều về cuộc sống của nó. Ví dụ như anh làm ở công ty này, ở vị trí này, anh thường đi ngủ muộn và anh thường ăn trưa ở gần công ty. Hay là anh có tình cảm tâm lý yếu đuối lắm, hay khóc này, sống nội tâm này. Hay là khi mà cảm thấy cô đơn thì anh hay dành nhiều thời gian để chơi game, chơi LOL, thậm chí chơi Pikachu. Và rồi sao? Ngày qua ngày thì cái sự thu hút, cái sự chú ý của cô gái ấy dành cho bạn nó sẽ giảm dần. Và họ sẽ bắt đầu cảm thấy rất là ngán cái thằng này. Thậm chí là sau buổi hẹn thì cô gái ấy còn không thèm muốn trả lời tin nhắn nữa cơ. Nói thẳng ra là kiểu ghosting thằng Minh luôn. Rồi bây giờ ông nào mà đã từng trong một trường hợp này thì đúng nhận sai cãi trả lời cho cô Thảo cái nào. Một trong những cái công thức theo đuổi mà mình hay nhận được ấy, đó là khi mà mình bắt đầu có một cái cảm tình gì đó với một bạn nam, và có thể chúng mình sẽ hẹn nhau đi cà phê vào thứ sáu chẳng hạn. Và một cái kịch bản nó kiểu quen thuộc vãi nổi, đấy là ngày nào họ cũng sẽ nhắn tin cho mình hỏi mình đang làm gì đấy, ăn cơm chưa. Xong rồi mình sẽ trả lời là em ăn rồi, còn anh. Rồi xong các bạn nam này nó các bạn ấy sẽ trả lời cho mình chi tiết cực kỳ, kiểu như anh đang ở phòng gym, ngày hôm nay anh tập bài ngực, bài chân, bài đùi gì đó. Đấy, lúc nào nó cũng sẽ là những cái cuộc hội thoại qua lại chán và xã giao như thế. Nếu như mà bạn cũng như vậy thì bạn có thể tự hỏi lại xem là liệu bạn có trở nên thu hút hơn với họ khi mà bạn như vậy không? Và liệu bạn có là những cái người con trai mà khiến con gái đổ dầm dầm xong rồi ngày đêm mong chờ không? Cái người mà crush của bạn đang crush họ ấy. Đấy, liệu người ta có nhắn tin rằng là anh đang xem tivi, đang ngồi xem bóng đá không? Sự thật ấy mà, cậu con trai mà con gái muốn chinh phục ấy lại là những người mà tỏ ra không quá hứng thú với họ. Một lời khuyên mình thấy nó cực kỳ đúng. Nghe thì nó có vẻ hơi kỳ lạ nhưng mà mình thấy nó đúng vãi nổi ấy. Đó là đừng bao giờ trả lời câu hỏi của con gái, bởi vì nó sẽ giết chết cuộc nói chuyện. Mình biết rằng là nghe nó kỳ lạ, nhưng mà tin mình đi, nó sẽ hiệu quả. Nó chính là kiểu cô ấy nhắn tin cho bạn là ăn cơm chưa, xong rồi bạn trả lời anh ăn cơm rồi, còn em thì sao chẳng hạn. Bạn cứ thử để một đứa con gái dẫn dắt câu chuyện xem, bạn sẽ thấy là sau đấy nó sẽ rơi vào bế tắc ấy. Và cứ như thế thì bạn sẽ đánh mất cái sự bí ẩn và kiểu khiến cho cái cuộc nói chuyện nó trở nên boring á. Ví dụ mấy câu hỏi kiểu như nhà anh, nhà em có bao nhiêu anh chị em. Việc bạn cần làm là không đi vào cái con đường mà họ đang dẫn dắt, không trả lời vào cái câu hỏi của họ. Kiểu bạn có thể làm gì đó xong sau một lúc bạn mới rep tin nhắn, rồi bạn nói một cái câu nó không liên quan là mai đi cà phê không. Nghe nó kỳ cục. Nhiều ông sẽ không dám áp dụng vì sợ là làm mất lòng crush. Nhưng mà các ông đang quên cái tầm quan trọng của sự bí ẩn rồi đấy. Các ông đừng tin mấy cái video của con gái đó là thích người yêu kiểu hiền lành rồi thật thà này. Cứ xem phim đi, các ông sẽ rõ là cái mẫu người yêu mà bọn con gái bây giờ muốn ấy là như thế nào. Phải đến 80% nam chính là những người giàu, đẹp và có gì đó khá là bí ẩn. Còn những anh chàng mà hiền lành, thật thà, hết lòng ấy, buồn là chỉ là nam phụ thôi. Kiểu não của bọn con gái á, nó hoạt động khác các bạn ạ. Kiểu mồm thì nói một đằng, nhưng mà tim á thì lại muốn một kiểu khác. Bộ não của chúng ta từ thời nguyên thủy ấy, thì phụ nữ luôn luôn muốn tìm những cái người đàn ông như thế nào. Những người đàn ông mạnh mẽ này, có khả năng săn bắt thái lượng tốt này, và có thể bảo vệ họ. Thêm nữa, con gái cực kỳ thích tưởng tượng và
có một cái khả năng tưởng tượng rất là tốt. Và có một điều có thể là chưa ai nói với bạn, đấy là khi mà con gái có cảm tình với bạn và bạn càng bí ẩn thì họ lại càng thích tưởng tượng với bạn nhiều. Và bạn biết sao không? Cái sự tưởng tượng của họ về bạn ấy là nó còn tốt hơn cả thực tế bạn có cơ. Mình thề luôn á. Nếu như mà nó đã ghét bạn ngay từ lần đầu gặp thì không nói nhá. Nhưng nếu như bạn cảm thấy rằng là họ cũng khá là thân thiện, khá là kiểu có cảm tình với bạn, rồi họ rep tin nhắn của bạn khá là nhanh, hoặc là có thể thì hai bạn đã từng đi date với nhau, rồi cũng có thể đã từng cầm tay này nọ này, thì là họ sẽ dành cả ngày để nghĩ về bạn và cũng tưởng tượng thêm về cái background của bạn á. Kiểu như sẽ là về học thức, tài chính, rồi về công việc của bạn này. Ví dụ nhá, cái việc thu nhập ấy là cái việc khá là nhạy cảm, và chúng ta thì thường sẽ không chia sẻ hoặc là nói thẳng với nhau. Thì đấy, khi mà bạn lâu lâu mới rep, không nói chuyện nhiều này, thì họ có thể tưởng tượng là chắc là anh ấy rất là bận rộn với công việc, làm những cái công việc mà đòi hỏi trí óc này, và chắc chắn là lương của anh ấy rất là cao. Rồi đấy, bạn không rep họ nhanh, họ còn có thể tưởng tượng là chắc anh ấy đang bận rộn cho những cái dự án, chắc dự án 50 tỷ của công ty, và anh ấy sẽ thành công. Không biết ở công ty có ai đang dòm ngó anh ấy không nhỉ? Hay là anh ấy đang bận nhắn tin với ai? Rồi, có một câu nó đúng vãi. Đấy là con gái khi mà đang không nói gì ấy, nghĩa là trong đầu nó đang suy diễn. Mình biết cái này nghe nó có vẻ không được healthy, nhưng nó chính xác là những gì mà khá là phổ biến ấy. Khi một cô gái họ có những cái ấn tượng tốt với bạn, họ tôn trọng bạn, họ rất là ngưỡng mộ bạn, thì họ sẽ có một cái nhìn màu hồng về bạn và phân vân không biết rằng là bạn đang làm gì. Bởi vì sao? Bởi vì bạn có cái sự bí ẩn đó. Và tưởng tượng xem, nếu như cô gái đấy đang nghĩ rằng là, đang tưởng tượng ra rằng là bạn như là một ngôi sao của công ty với những cái dự án hàng chục tỏi, thì bạn rep tin nhắn là anh đang ngồi xem TV. Rồi xong, nát. Không có một ngôi sao nào hết, anh ấy cũng chỉ đang ngồi xem TV như mình thôi. Và tệ hơn là bạn nhắn cho cô gái đấy, bạn kể cho cô ấy một tràng về việc là bạn dậy lúc 8 giờ sáng, xong rồi bạn đá bát xôi 15 cành ở vỉa hè, xong rồi làm này làm kia. Và rồi sao? Hết luôn, không có một tí gì bí ẩn hết. Rồi bây giờ trước khi đến cái việc của mình là giúp bạn xử lý cái tình huống này ấy, thì mình muốn nói rằng là nếu như mà bạn đang gặp những cái vấn đề về cân nặng quá là béo này, thì hãy giảm cân đi, giảm cân. Các bạn đẹp lên cả trăm lần luôn, dùng thử Coffee Idol Slim nhá. Đây là một sản phẩm mà mình cũng đã sử dụng và nó cực kỳ hiệu quả. Cũng có rất nhiều bạn đã được mình tư vấn và giảm cân thành công. Các bạn có thể nhắn tin cho mình qua Insta của mình phuongthao.zoe để được tư vấn nhá. Mình hứa là mình sẽ rep các bạn nhanh nhất có thể. Ok, bây giờ quay trở lại với video. Thì cái điều mà mình muốn nói để giúp các bạn xử lý cái tình huống này ấy, nói chung là bạn có thể copy hoặc là thêm thắt để sao cho nó phù hợp với hoàn cảnh của bạn, với tính cách của bạn cũng được. Mình biết rằng là nếu như mình chỉ nói suông thì nghe nó có vẻ khá là khô khan, và nó có thể kiểu sờn da gà ấy, kiểu hơi xến. Nhưng mà bạn thử tưởng tượng nó trong một cái bối cảnh thực tế đi, thì nghe nó rất là Rồi bây giờ ví dụ nhá, bạn đang ngồi cạnh crush đi chẳng hạn, xong rồi crush hỏi bạn là cuối tuần anh làm gì. Nếu mà bạn trả lời thẳng tuột nó ra, auto là chán. Thay vào đó thì bạn có thể nhìn thẳng vào mắt cô đấy và hỏi lại ra là đoán xem. Và lúc này thì bọn gái sẽ kiểu đầu nó sẽ nhảy số là uầy, sao lại chỉ trả lời mũi như thế nhỉ? Hay là có cái hoạt động gì thú vị vào cuối tuần? Hay là anh ấy đang định làm gì đó bất ngờ dành cho mình? Và các bạn biết sao? Lúc này thì chúng nó sẽ có đến 50 viễn cảnh ở trong đầu chúng nó luôn ấy. Đấy, đấy chính xác là những gì sẽ diễn ra trong đầu mình. Thì có thể lúc này con gái sẽ trả lời là anh làm việc à? Hay là chỉ ở nhà? Kiểu tự nhiên nhá, thấy đối phương bí ẩn vãi nồi. Đấy, xong rồi bạn nam sẽ trả lời lại rằng là em đoán gần đúng. Uầy, tự nhiên kiểu thấy anh này cũng thú vị nhở. Đây, đây chỉ là một cái ví dụ mà mình tự nhiên nghĩ ra thôi nhá. Kiểu như bạn hiểu mà, nó cần phải ở trong một cái hoàn cảnh nó cụ thể. Các bạn có thể từ đấy mà có thể nghĩ ra cái style riêng của mình. Thì bây giờ các bạn có thể nghĩ rằng là biết đâu cái cách này nó chỉ phù hợp với mấy em gái mới lớn thôi, còn với những cái người phụ nữ trưởng thành, thậm chí là vợ của bạn, thì nó sẽ không có hiệu quả. Nhưng mà không bro,
cách này vô cùng hiệu quả. Thậm chí nó hiệu quả gấp 10 lần với những người trưởng thành hoặc là với vợ của bạn cơ. Bạn có thể cho rằng là bạn chỉ cần bí ẩn với gái mới quen, còn với vợ thì bạn muốn ra sao thì ra. Không nha, cái điều này ấy, nó đặc biệt quan trọng ngay cả khi bạn đã kết hôn, bạn đã có vợ con. Khi hai bạn đang ở trong một cái mối quan hệ nghiêm túc ấy, thì chính những cái điều này nó sẽ có những cái tác động. Vì bạn biết ấy, lý do rất là lớn khiến cho một mối quan hệ nó trở nên nhàm chán ấy, nghĩa là khi hai người cảm giác như đã bị hòa tan rồi ấy. Nói rõ hơn, đấy là khi mà bạn nam với bạn nữ cảm giác như rất là giống nhau rồi ấy, trở nên ngày càng giống nhau. Nghĩ lại xem, khi mà hai bạn gặp nhau, các bạn rất là hào hứng về đối phương mà. Rất là nhiều điều mới mẻ, rất là nhiều điều bạn tò mò, bạn muốn biết, ở rất là nhiều những cái năng lượng khác nhau. Cứ ví dụ đi, hồi đầu chỉ nhìn nhau thôi mà kiểu tim vẫn đập bình bịch rồi. Nhưng mà rồi sau đấy thì bạn cảm thấy làm gì cũng chỉ thấy bình thường thôi. Đấy là khi mà hai bạn đã kiểu bị hòa tan với nhau rồi ấy. Năng lượng giữa hai người trở nên cân bằng, vì thế cái sự thu hút nhau ấy nó sẽ bị giảm dần. Khi mà các bạn càng dành nhiều thời gian với nhau thì cái việc này nó lại càng dễ bị xảy ra. Cứ tưởng tượng khi mà các bạn xem một bộ phim đi, các bạn sẽ thích xem kiểu họ từng bước đi đến thành công. Hay là bạn sẽ thích xem kiểu đột nhiên 2 năm sau họ quay lại và họ rất là thành công. Thì bạn sẽ thấy người nào thú vị hơn? Tương tự như mối quan hệ của bạn với cả bạn gái thôi. Bạn gái của bạn ấy sẽ thấy bạn thú vị, bạn ngầu hơn khi mà sau cả một ngày dài đi làm, bạn mới có thể nhắn tin cho họ. Chứ không phải là cả một ngày đấy bạn cứ nhắn cho họ hết, nói với họ hết việc là bạn đang làm cái gì. Và bạn gái của bạn cũng không hề biết là ngày hôm nay bạn đã trải qua những cái việc gì. Rồi đột nhiên bạn nhắn cho cô ấy, bạn bảo rằng là anh được tăng chức, hoặc anh được tăng lương này, hoặc được thưởng. Đấy, nghe nó có phải rất là ngầu không? Và cô gái này sẽ nghĩ rằng là ôi, anh ấy thật là xuất sắc. Không chỉ là ở trong công việc đâu, bạn có thể dành thời gian của mình làm những cái thú vui riêng của con trai. Kiểu có thể tập gym, có thể leo núi. Và chính cái sự khác biệt đấy sẽ khiến cho hai cái cực âm dương của các bạn nó khác nhau. Và sao lúc này bạn càng trở nên bí ẩn hơn với cô gái ấy. Nó sẽ thú vị hơn rất nhiều khi mà hai bạn ngủ cùng một giờ, xem cùng một bộ phim, ăn một cái món gì đó chung với nhau, ở cái gì cũng làm việc với nhau 24/24. Các bạn nói nghe thì thấy có vẻ cái việc đấy nó dễ thương, nhưng mà nói thật, về lâu về dài ấy, thì nó sẽ gây hại cho mối quan hệ. Kiểu thi thoảng như thế thì được thì vui, chứ ngày nào cũng như vậy thì... Hoặc kiểu nếu như hai người nắm hết được lịch trình của nhau ấy, anh ấy sẽ đi làm về vào lúc 6 giờ, ở hôm nào về muộn hơn một tí thì là do tắc đường. Rồi sao, nó khiến hai người chắc chắn là kiểu hòa tan với nhau luôn rồi. Bây giờ bạn tự hỏi câu này nhá, mình có phải là một người đàn ông bí ẩn không? Và thế nào là một người đàn ông bí ẩn? Hay là bạn gái của bạn có phải dành thời gian để suy nghĩ xem là ở anh ấy đang làm gì không? Hay anh ấy có đang làm một cái dự án gì đấy nó xịn sò không? Mình ấy đã từng chứng kiến và ok, đã từng trải nghiệm rất là nhiều những cái sai lầm ở trong cái việc hẹn hò của các bạn nam. Đó là sau một thời gian ấy, họ quá là quen thuộc với mình, thậm chí chẳng cần phải gặp họ để biết họ là như thế nào, vì họ tự báo cáo mà. Ừ thì mình biết là trong một mối quan hệ ấy, thì ai mà chẳng muốn ở bên cạnh nhau 24/24. Nhưng mà nó chỉ là vui ngắn thôi. Nếu mà các bạn lạm dụng nó ấy, thì cái thặng dư của nó sẽ giảm. Ai mà học kinh tế thì biết cái điều này đúng không? Kiểu cái cốc nước cam đầu tiên uống lúc nào cũng ngon hơn cái cốc thứ hai và cốc thứ ba ấy. Gần đây thì đang đợt nhập ngũ nên là trên mạng share rất là nhiều hình ảnh bạn gái kiểu khóc lóc khi mà chia tay người yêu, khi mà tiễn người yêu lên đường nhập ngũ. Đấy, trong những cái trường hợp như thế, mọi thứ trở nên cực kỳ cảm xúc, rất là tình cảm đúng không? Dù chỉ là hai người không được gặp nhau một thời gian ngắn rồi nhá, chứ không phải là chia tay hay là gì. Nhưng cái suy nghĩ sẽ không được gặp bạn trai ấy, khiến cho con gái buồn ngay lập tức. Và tưởng tượng xem, nếu như các bạn chỉ có 3 ngày bên nhau trước khi mà bạn nhập ngũ, đột nhiên nhá, bạn thấy 3 ngày đấy nó trở nên quý giá vãi luôn. Các bạn sẽ trân trọng mọi cái giây phút được bên nhau này. Nhưng nếu như các bạn biết rằng là ở đằng nào thì mình cũng ở cạnh cái thằng này cả năm, thì đương nhiên họ sẽ thấy cũng chả quý giá mấy cái thời gian ở bên cạnh nhau. Hoặc kiểu bạn sắp phải đi công tác xa hẳn 1 năm chẳng hạn, thì trước đấy hai người lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, thậm chí ở nước mắt ngắn nước mắt dài. Xong tự nhiên bạn nhận tin rằng là bạn không phải đi nữa xem. Ở tự nhiên thấy nó cũng bình thường à. Ở cảm thấy chả trân trọng thằng này lắm cũng được. Đương nhiên hai người vẫn sẽ bên nhau, nhưng mà cái lửa
như cái lúc mà bạn nghĩ rằng là bạn phải xa nhau ấy, nó sẽ không thể được như thế được. Nó sẽ biến mất, tại vì hai bạn đang kiểu từ kiểu rất là nồng nhiệt vì sợ phải tạm biệt nhau mà giờ không còn nữa. Rồi một trong hai người sẽ rất là dễ bị lo rằng là ở sao tự nhiên người kia thờ ơ với mình, hay là người ta chán mình rồi. Thì mình cũng không biết là cái gì healthy hơn cái gì nữa. Lời khuyên duy nhất của mình để dành cho bạn, để bạn trở nên bí ẩn hơn ấy, đó là hãy làm cái gì đó khác biệt giữa hai người đi. Cái gì đó của riêng bạn. Chơi những cái trò chơi của đàn ông này. Ê, nhưng mà không phải bảo các bạn đi phó đà nhá. Ok, như vậy là video ngày hôm nay mình nhận nói với các bạn cách để các bạn trở nên bí ẩn này và khiến cho họ phải theo đuổi bạn. Mình hy vọng là nó sẽ hữu ích với các bạn nhé. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhé. Kết nối với mình qua Facebook của mình Trần Minh Phương Thảo và Insta của mình phươngthảo.zoe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.